hai trẻ tử vong do đuối nước ở khu vực cầu Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc xảy ra vào khoảng trưa ngày hôm qua, một nhóm trẻ đi chơi tắm sông. Trong lúc tắm thì hai bé trai 9 và 14 tuổi bị đuối nước và mất tích. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai em sau một giờ tìm kiếm. Vâng, và phòng chống đuối nước cho trẻ em là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm có thể đảm bảo quyền sống còn và an toàn sinh mạng cho trẻ nhỏ. Vâng, và nhất là trong dịp hè như thế này, nhiều trẻ có thể đi bơi ở biển, ao, hồ, thậm chí ngay trong các bể bơi. Và để phòng chống đuối nước, việc dạy bơi cho trẻ là nền tảng cần thiết. Nhưng nếu chỉ có dạy bơi không thôi thì vẫn có lẽ là chưa đủ. Lớp dạy bơi này được cựu vô địch bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên trực tiếp đứng lớp. Trong lớp có cả trẻ chưa biết bơi và trẻ đã biết bơi. Bài học đầu tiên dành cho các bé là thích nước và tập đứng nước. Chỉ cần luyện cho trẻ là cái kỹ năng thở dưới nước và tập được nổi ngửa là những cái kỹ năng bơi sinh tồn là cảm thấy là an toàn. Thực tế cho thấy có nhiều trường hợp trẻ đã biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước là do khi xảy ra tình huống, trẻ hoảng loạn, quên hết kỹ năng bơi. Những kỹ năng sinh tồn đơn giản như thế này sẽ giúp trẻ tự tin, tự cứu mình trong lúc chờ được ứng cứu. Ngoài việc dạy kỹ năng cho trẻ thì việc huấn luyện kỹ năng cứu người đuối nước cho người lớn cũng hết sức quan trọng. Đây là một trong những sai lầm thường thấy nhất khi sơ cứu trẻ đuối nước sai cách. Cái thời gian dốc ngược để chạy vòng quanh có nghĩa là chúng ta đã bị lỡ mất dù có thể là một vài phút thôi, nhưng cũng là cái thời gian mà cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể cứu được nạn nhân. Và nếu kéo dài cái thời gian đấy thì thường những cái tổn thương não là không có khả năng hồi phục. Những hình ảnh thương tâm như thế này sẽ phải được triệt giảm tối đa bởi đuối nước và những hệ lụy sau đuối nước không chỉ đe dọa sinh mạng và sức khỏe của bản thân trẻ mà còn mang đến nhiều gánh nặng cho gia đình và cho xã hội.